Hello mấy bạn ha. Chào mấy bạn đang tìm hiểu về cây banh visa ha. Thì hôm nay mình có một chủ đề hay hay về cái diện cây banh visa mình muốn chia sẻ cho mấy bạn. Thì mấy bữa trước mình cũng đã nói tới rồi nhưng mà mình không có đi sâu hơn. Thì hôm nay mình đi sâu hơn đó là cái chuyện kết hôn ở cái xứ Mỹ này. Và quan trọng là mình kết hôn theo cái diện mà mình qua đây là cây banh visa ha. Thì mình kết hôn ở trên xứ Mỹ này. Và cái trình tự và thủ tục của cái việc kết hôn là nó sẽ như thế nào và ra làm sao. Thì nếu mà các bạn nào mà coi phim Mỹ á, thấy bên Mỹ nó có một cái người mục sư ha, ở giữa cô dâu chú rể khi người ta làm đám cưới á, đám tiệc gì đó, người ta tuyên bố ở hôm nay ngày mấy tháng mấy cô dâu tên gì chú rể tên gì sẽ đến với nhau rồi kết hôn này kia nọ. Đó là cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà thì cây banh visa này thì mình qua đây mình cũng phải kết hôn và mình làm giấy kết hôn. Thì mình chia sẻ trường hợp của mình là mình qua đây mình không có làm tiệc tùng gì hết ha, mình chỉ làm đăng ký kết hôn thôi. Tại sao mình không làm tiệc tùng gì và nó có ảnh hưởng gì khi mình làm giấy tờ không? Thì mình trả lời là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, chỉ quan trọng là bạn có giấy kết hôn với cái vị hôn phu của mình trong vòng 90 ngày là ok rồi. Còn chuyện các bạn có đãi tiệc hay là các bạn có honeymoon hay là cái gì đó không thì không có liên quan gì hết, mà cái quan trọng là các bạn phải có cái tờ giấy kết hôn và nó như thế nào và cái trình tự nó ra làm sao. Thì mình chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình ha. Thì mình qua đây mình không có đãi tiệc ha, không để tiệc cưới gì hết á, tại vì mình qua xứ Mỹ này có một mình làm chi cho nó mệt vậy, làm chi cho nó cảm thấy nó không có vui vì không có gia đình. Và mình đã làm ở bên Việt Nam rồi, mình có gia đình có bạn bè rồi cũng đã đủ vui rồi, qua đây mình chỉ muốn làm cho cái thủ tục để mình được ở lại nước Mỹ này nó hợp pháp thôi, nên mình đi đăng ký kết hôn ha. Và cái việc cần đăng ký kết hôn của cái diện cây banh visa thì nó gần sao, thì nó ở xứ Mỹ như thế nào. Thì tiểu bang mình là tiểu bang Maryland ha. Thì các bạn muốn đăng ký kết hôn á, thì các bạn lại cái chủ cái giống như kêu cái tòa án ở Việt Nam đi cho dễ hiểu ha. Và cái chỗ đó thì nó có quyền để làm cái giấy kết hôn cho mình cho mình và ông xã ha. Thì trước khi đi đến đó thì các bạn sẽ, mình nghĩ là đặt lịch hẹn hay là không đặt mình không nhớ, nhưng mà đa phần Mỹ là phải đặt lịch hẹn hết rồi ha. Các bạn đi đến đó và các bạn sẽ điền cái tờ form. Cái tờ form là trong đó nó có cái tên tuổi của ông xã mình ha, rồi ông xã là quê quán ở đâu, sinh ra ở đâu và địa chỉ như thế nào, rồi đã từng kết hôn hay là ly hôn này kia nọ. Đó là cái form mình phải điền để khi mình đăng đăng ký giấy kết hôn ha. Thì đó là cái trình tự. Thì mình cũng đâu có cần đem gì nhiều đâu, chỉ có passport là ok thôi. Mình thì bản thân mình là đem passport, còn ông xã thì đem giấy tờ tùy thân của ông xã lên để mình làm giấy tờ và người ta coi cái đó để người ta kiểm chứng ha. Thì khi mà vô vô cái phòng đó thì các bạn sẽ gặp một cái người giống như dạng là người ta làm việc trong đó, mình gọi lên nôm na là cái thư ký đi ha. Người ta sẽ đưa cho, người ta sẽ nói về cái việc kết hôn của mình à, và người ta nói quá trời luôn mình chẳng hiểu gì hết trơn. Rồi cuối cùng người ta nói là hai người có đồng ý kết hôn không, giơ tay lên vậy thôi, giơ tay lên thề. Mỹ nó hay thề thề, ví dụ giống như mình đi đi lấy visa mình cũng có in dấu tay và mình thề vậy đó. Là cuối cùng là cái mình muốn có cái được giấy kết hôn chính thức á, thì các bạn cần một người giống như mình nói hôm nay hồi nãy đó, là người mục sư á, cái nghĩa là cái người làm chứng á. Nhưng mà thật sự mục sư là những người đó ta làm việc trong nhà thờ, còn có những người bên ngoài nữa nha, những người làm chứng á, người ta chuyên gia về đi làm cái việc làm chứng đó luôn, là người ta sẽ đi theo những cái tiệc đám cưới hay là của người Mỹ ở xứ Mỹ. Mình nói về mấy người Mỹ đám cưới đây nè, để người ta nói trước mọi người về hai người cô dâu chú rể này kết hôn, và cô dâu chú rể phải trả tiền cho người đó. Và mình xứ Mỹ này mình qua kết hôn ở đây mình cũng có cần chữ ký của người làm chứng đó, kêu là mục sư hay là gì đó, nếu miễn sao mấy bạn hiểu được rồi, thì mình cũng phải cần cái người làm chứng đó. Nhưng mà khi mà ở trong cái tòa án đó đó, nó kêu là cái quận hạt gì mà mình làm cái thủ tục kết hôn á, thì nó cũng có người làm chứng, nhưng mà cái lịch người ta rất là dày luôn, để mà lấy được cái chữ ký của người đó thì các bạn cũng phải trả tiền ha, trả phí cho người ta, tại vì công việc của người ta để trả tiền đó. Mình ủa mình hỏi ông xã hoài, ủa tại sao phải cần người đó vậy, cái lực ở Mỹ nó vậy á, lực nó Mỹ nó vậy á, cần cái việc làm nó cho Mỹ rồi có thu nhập cho chính phủ này kia, ký tên để được tiền, ký tên cái được tiền. Rồi thật sự là mình không có thể gặp cái người làm chứng ở trong cái văn phòng đó được, tại vì cái lịch người ta dày quá nên mình phải đi ra ngoài mình kiếm một cái người cũng làm chứng luôn. Nhưng mà trên mạng nó nhiều lắm, nhiều người người ta để đầy giá luôn 300, 400, 500 ngàn hay
tùy loại giá luôn, tại vì tùy theo mình đãi tiệc, đãi hai ba lần này kia nọ là cần những người đó, thì mình mới hiểu là tại sao lại có những cái cần làm chứng vậy. Cuối cùng là mình với ông xã mình đã được được phát cái tờ giấy giống như là cái tờ giấy tạm như nè, các bạn coi ha, giấy tạm này á, thì nó cũng để tên tuổi ông xã mình, tên tuổi mình, rồi ngày tháng năm sinh, rồi nơi sinh này kia nọ gì đó, rồi xong rồi nó để là cái người để cho mình cái chỗ trống á, để cho cái người làm chứng á, là người ta ký tên vô đây, và cái người làm chứng của mình á, là ông xã với mình phải tìm lên mạng á, phải kiếm được cái người làm chứng đó và trả phí cho người làm chứng đó ha, là cái người này được được cái giấy chứng nhận để làm chứng cho cái việc kết hôn của mình và ông xã. Thì trên mạng thì nó cũng nhiều lắm, và mình cũng đã đăng ký để được cái việc làm chứng đó, mình cũng là mình được đăng ký. Nếu mà các bạn nào mà đến tiểu bang Maryland ha, thì đây đây là cái nó cũng giống như giấy chứng nhận để mình được ký vô cái giấy xác giấy kết hôn của hai người đó, người ta muốn kết hôn đó, đây là giấy chứng nhận. Nếu mà mấy bạn nào mà muốn kết hôn mà cái hơn mấy bạn qua Maryland này ha, hay là qua Virginia hay DC ha, mình đang tìm hiểu, nhưng mà Maryland là mình đã có trước rồi nè. Mấy bạn nào qua đây thì cứ cứ tìm mình ha, mình cho chữ ký. Nếu mà các bạn không không cần tiệc tùng hay này kia nọ, cần chữ ký không á thì cứ tìm mình ha, thì mình ký cho mấy bạn, thì các bạn phải trả tiền á, trả tiền nhưng mà mình lấy giá ưu đãi thôi, mình không có lấy mắc hay này kia nọ đâu. Đó là cái việc là, và mình đã nói giờ là mình phải đi tìm cái người đó, và ông xã mình đã gặp người đó, mình với ông xã thì gặp người đó, người ta chỉ ghi tên, cái ký tên, cái số điện thoại, cái xong rồi cái title đó, có nghĩa là mục sư hay người làm chứng hay là người tôn kính, ghi vậy vô thôi, rồi ghi địa chỉ của người đó vô, rồi là xong, là cái tên người đó trên đó, rồi bắt đầu mình lại văn phòng cái tòa án ban đầu mình lấy cái tờ này á, mình quay trở lại, thì cái ngày mà mình với ông xã mình ký kết hôn đó, ngày 1 tháng 5, là cái đó là buổi chiều 7 giờ mình với ông xã đi gặp cái người làm chứng. Cái anh này cũng còn trẻ thôi, chứ không phải dạng giống mục sư đâu, mình kêu người làm chứng là mục sư, là mình nghĩ là mấy cái người ở trong nhà thờ, người cha cha xứ đâu này kia, không phải mấy cái người làm chứng thật sự. Giờ mình cũng làm được nè mấy bạn, mà cứ nếu mà qua Maryland nè thì cứ tìm mình ha, thì mình sẽ có thể làm chứng cho mấy bạn, và mình được phép ký tên, tại vì mình có được cấp cái bằng rồi, thì mình được tìm hiểu và mình có được có cấp cái bằng rồi, mai mốt các bạn thì kiếm kiếm mình ha. Thì trong khi đó là cái ngày đó ghi vô cái ngày 1 tháng 5 là năm 2017 và 7:30 này kia nọ, đó là mình được làm chứng là hai người này, rồi cầm tờ giấy này về lại lại cái văn phòng đầu tiên mà mình làm giấy giấy cái tòa án đầu tiên nó làm giấy, nó sẽ cấp cho mình cái giấy chứng nhận luôn đó. Đây cái giấy kết hôn mình phải có những cái anh tem này nè, cái anh tem này nè, cái anh tem này nè, nó mới là giấy kết hôn chính thức ha. Thì cái tờ giấy kết hôn bên Mỹ nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi, nó không có gì hết trơn. Thì mình cũng tìm thấy trên mạng và nó cũng đơn giản, tùy theo cái tiểu bang hay là tùy theo cái quận hạt, cái city mình nó ở thì cái tên nó khác nhau thôi. Giống như chỗ mình ở là, để kêu tên gì nè, Montgomery County Cursus Cost, đó là cái tên chỗ đó để được giải quyết cái giấy kết hôn cho mình ha. Thì cái người nào ở thành phố nào thì ra chỗ đó thì tìm hiểu sẽ biết là như thế nào thôi. Thì mình muốn nói cho các bạn là cái việc kết hôn này bên Mỹ thì như thế nào, và tờ giấy kết hôn nó gần sao nó chỉ như vậy thôi. Mình kết hôn ở đây mình không biết, ở Việt Nam mình tờ giấy kết hôn hình như cũng đẹp ha, nó cũng dễ dàng và nó không có khó khăn gì hết. Thì mình chia sẻ cho mấy bạn đi sau đó để tìm hiểu thêm là mình kết hôn và kết hôn như thế nào ha, và kết hôn ra làm sao. Đó đó là kinh nghiệm của mình, mình muốn các bạn đi sau sẽ hiểu biết nhiều hơn. Còn như mình qua, ủa mình nói, ủa có người làm chứng nó làm gì, rồi xong rồi người ta nói nhiều mà mình chả có hiểu gì hết trơn, giờ mình mới cảm thấy mà hiểu và mình chia sẻ lại cho mấy bạn. Thì mình mong mấy bạn là đi sau là khi đã hiểu rồi thì nó dễ dàng hơn, là do hơn là mình không có biết gì và mình như một tờ giấy trắng gì trong đầu vậy, không có nghĩ ra là kết hôn làm sao và như thế nào, giấy tờ nó ra làm sao. Đó, hôm nay mình chia sẻ cho mấy bạn, thì mình mong mấy bạn là sẽ làm giấy tờ nhanh và được ở định cư lại Mỹ, hay là ở lại Mỹ nó hợp pháp hơn ha, là tranh thủ kết hôn trong trong vòng 90 ngày ha. Thì ok, đó là những lời chia sẻ của mình dành cho mấy bạn. Thì chúc mấy bạn là nhận được visa rồi qua Mỹ kết hôn và được ở lại Mỹ ha. Ok, bye bye mấy bạn ha.